Dạ vâng ạ, em xin kính chào tới toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube cũng như toàn thể các quý khách yêu âm thanh hàng bãi trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Vâng, thì lời đầu tiên cũng như đầu tất cả các buổi video khác thôi, em cũng không biết nói gì hơn cho em gửi lời hỏi thăm tới toàn thể các bác thật nhiều sức khỏe. Các bác thật nhiều sức khỏe thì em vui rồi các bác ạ. Vâng, hôm nay em có rất chi là vui là em sẽ có một lô loa để lên cho các bác. Một lô loa, em nói thực sự các bác này, một lô loa DMX các bác nhé. Em bán, em hẹn các bác vào 20:30 tối ngày mai em sẽ xong và em bán cho các bác trực tiếp. Các bác đón xem em. Các bác, tất cả các bác có nhu cầu mua sắm hoặc các bác chưa có nhu cầu mua sắm, các bác đầy đủ những thiết bị âm thanh rồi, các bác nhớ ủng hộ em vào xem em để ủng hộ em bằng tinh thần. Em hẹn các bác vào 20:30 vào tối ngày mai các bác nhá. Vâng, thì cái lô loa DMX này của em đã về, em thanh lý cho các bác là thanh lý zin xịn luôn, nhập về zin xịn, kiểm tra em thanh lý cho các bác. Nó rẻ không bằng một đôi full 2 năm nữa các bác nhé. Các bác đã sở hữu ngay được một đôi loa 30 DMX các bác này. Đấy, từ của nó từ tới 19 các bác nhé. Đó, và chép của nó sử dụng chép 450 của hãng DMX xịn cho các bác. Đó, vâng thì em không thanh lý thì thôi, em thanh lý phải nhất quát cho các bác, em thanh lý zin xịn. Và để cho các bác, em bán cái lô loa này lên để cho các bác, cho những anh em đang bán những đôi loa nhái và những đôi loa Hương Yên, em nói thật sự với các bác, nó rẻ còn hơn một đôi loa Hương Yên, đôi loa mới Việt Nam nữa các bác nhé. Mà các bác đã sở hữu ngay được một đôi loa DMX. Lỗi lầm của nó rất chi là nhỏ chút xíu thôi, ở cái trạm thông số kỹ thuật của nó. Mai em hẹn các bác vào 20:30 vào tối ngày mai các bác nhé. Các bác đang tìm những đôi loa mà phân khúc mà dưới 10 triệu, 6-7 triệu, 5-7 triệu thì mai các bác vào xem với em. Các bác ạ, không nhanh sẽ hết hàng. Em khẳng định với các bác cái lô loa này, em bán là em bán thật sự với nó các bác. Em bán lỗ cho các bác, em chấp nhận lỗ để cho những anh em mà đang bán hàng, mà đang bán những lô loa, đang bán những đôi loa mới mà để mà của Hương Yên và những đôi loa nháy để cho họ phải suy nghĩ. Đó, các bác nhá. À, thì em hẹn các bác vào 20:30 tối ngày mai. Các bác nhá, đây là lô loa DMX của em, số lượng rất chi là lớn, nó tới 20 đôi. Đó. Em quyết định em bán lỗ cho các bác, thanh lý, nhập về thanh lý, lỗ cho các bác nhá. Đó, mà nó chỉ bị cái lỗi tí tí thôi. Cái lỗi gì? Em hẹn các bác vào 20:30 tối ngày mai. Và bây giờ em sẽ cho các bác đi xem về cái siêu phẩm RCF của em mới về đây các bác. Đây, trước mặt các bác đây là siêu phẩm RCF đây các bác. Và cái model của TQ12 này của em đã về, mà như về nó không được nhiều các bác. Về không được nhiều các bác nhá. Đấy, thì đầu tiên em cho các bác đi xem về cái chi tiết về cái nội thất của cái loa 40 RCF NDH TQ12 này. Thì các bác ạ, họ sử dụng là củ chép 750 các bác nhìn này. Các bác ui giời ơi, cái củ chép này nó thật sự mà nói các bác ạ. Các bác đang xem em video như thế này. Đấy. Em review sản phẩm thì không được hay. Các bác, em sẽ cho các bác xem tất cả đầy đủ thông số kỹ thuật ở trong trang web của luôn. Lát nữa em check cho các bác. Các bác chờ em một lát để em cho các bác xem chi tiết về chép và bát và phân tần và thùng loa đã. Xong là em cho các bác đi xem về cái trang web của nó, công suất của nó như thế nào và nhập khẩu như thế nào các bác nhé. Thì đây này các bác này, họ sử dụng hãng sử dụng là RCF này các bác này, CD650 đấy các bác nhé. Củ chép này, củ chép 750 này các bác này. Đấy, Made in Italia. Các bác nhìn cái thông số, các bác nhìn cái tem của nó xịn, zin, nhìn nó khôn, nó khéo, nhìn nó sắc nét các bác nhé. Sờ vào rất chi là xịn. Úi giời ơi, cái từ này các bác này, nó quá đẹp luôn các bác ạ. Nó thực sự mà nói, bán những cái dòng loa xịn như thế này thì em là một người có như là review sản phẩm, thực sự mà nói không có ngượng nguyện một tí nào, nói to rõng rạc cho các bác. Các bác nhìn nó đẹp lắm các bác. Đây các bác nhé, nhớ là nó là loa 40 các bác nhé. Đó, sử dụng củ chép của RCF chép 750 các bác nhìn thấy đã không? Nếu mà nói về chép 750 này thì các bác ạ, các bác là chơi những phòng lớn, hội nghị hoặc các bác làm sự kiện thì cái độ chịu đòn của nó rất chi là tốt, tiếng của nó sáng. Nói về RCF thì tiếng của nó sáng các bác nhé, chép tiếng chép sáng tách bạch đấy các bác nhé, ngọt ngào cho các bác. Các bác hát thì nó ngọt ngào, các bác nghe nhạc thì tiếng của nó sẽ tách bạch cho các bác, tiếng chép của nó đấy các bác này. Đấy, tất cả những con ốc của nó đây này các bác này, sử dụng là ốc hoa thị hết cho các bác. Đó, mặt bích chép của nó là sử dụng bằng nhôm các bác nhé, chứ không phải bằng nhựa như tất cả các dòng khác đâu. Thì các bác nhé, mặt bích chép của nó là mũi khế mà được thiết kế bằng nhôm các bác nhé. Đó, các bác nhé, chứ không phải là mặt bích bằng nhựa.
đấy, như các model khác đấy. Còn nếu mà nói về cái mặt, nói về cái kẹp inox của nó thì các bạn không bao giờ bào mòn theo thời gian cũng như bị rỉ sét. Các bạn tem bảy màu của nó đây, RCF đấy các bạn, tất cả số em mây và của nó còn nguyên cho các bạn. Đấy, cái tem bảy màu này thì chống hàng giả rồi đấy, các bạn nhìn RCF này bảy màu đây này, đấy em nghiêng điện thoại cho các bạn xem đúng không ạ, ui rồi rõ nét thế kia các bạn đó các bạn nha, ui rất chi là đẹp các bạn. Và em cho các bác đi xem về cái củ bát của nó, đây là cái củ bát của nó đây các bạn, các bác nhìn cái kẹp lâm châm này của nó có sắc nét và có sắc và nét hay không đấy, thì các bác đủ, các bác tự hiểu, các bác nhìn nó cắt rất chi là sắc nét cho các bác. Nói về hãng RCF thì bao giờ là cái kẹp từ lâm châm này của nó cũng dày hơn so với cả hãng khác, thì cái độ dày và độ xít thì cái tuổi thọ của nó lên cao các bác nhá. Đó, và các bác nhìn tất cả những lỗ tông hơi, lỗ tản nhiệt của cổ côn, và đây các bác ở trong này có một cái tem RCF Italia đó các bác. Và em cho các bác đi xem về cái thông số của quả bát của nó các bác, đây là thông số của bát của nó đây các bác, đây các bác, MB15X351 các bác nhá. Công suất của con này nó là 700W các bác này, công suất của củ bát này nó là 700W đấy các bác nhìn này, đấy công suất của củ bát này nó tới 700W nha, và công suất max của nó là lên tới là bao nhiêu đây, lên tới 4000W các bác này. Đấy, và con cảm của nó đây này, con cảm của nó thì đương nhiên rằng nó là loa 40 thì con cảm của nó lên tới 300 in, đấy thì so với cả 30 thì nó phải hơn hẳn rồi đúng không các bác, đấy vì bát nó lớn là con cảm của nó 300 in, và giải tần của nó xuống tới 40 Hz. Đây các bác này, giải tần của nó xuống tới 40 Hz ở 8 ohm. Made in Italia. Các bác nhìn là RCF. Đấy các bác nhìn, các bác nhìn cái tem của nó rất chi là mịn màng và xịn sò. Đấy, rất chi là đẹp cho các bác. Đó, và kẹp inox này của nó chưa có dấu hiệu gì gọi bào mòn theo thời gian. Trắng tinh cho các bác. Đó, các bác nhìn. Đẹp cực kỳ luôn. Và côn của nó sử dụng là côn 76. Là 40 mà sử dụng côn 76 là cực kỳ stick. Các bạn đó mới là đáng nói, chứ còn nếu như mà 40 sử dụng côn 100 thì em không thích đâu. Các bạn nhìn cổ côn này đó. Các bạn nhìn cổ côn zin 100% cho các bác, và số EMA của nó đây. Các bác mua RCF của bên em thì các bác cực kỳ yên tâm, phát hiện mà hàng nhái, hàng nhái em hoàn toàn chịu trách nhiệm với các bác, em đầy đủ trách nhiệm đền danh dự cho các bác là mua chúng hàng nhái là gấp 10 lần đôi loại các bác nhé. Đó, và dâu của nó đây, đấy, dâu của nó đây các bác. Đấy, các bác chặn của nó giờ đây. Giờ RCF bắt đầu phải chặn được rồi. Đó, các bác nhìn này. Đấy. Và tem bảy màu của nó chống hàng giả đây các bác. Đấy, các bác nhìn đẹp. Em cho các bác xem qua về cái khung sườn của nó. Cũng như là khung sườn của nó đây các bác nhìn. Đó, nhìn cặp bát chép này. Các bác nhìn thấy đã chưa? Đó, các bác nhìn thấy thích chưa? Đó. Và phân thần của nó đây. Phân thần của LRH đây các bác. Đó, cuốn cảm của nó lên tới 350 in. Cuốn cảm của bát là cảm của chép đây. Và tất cả những con trở này là trở bằng nhôm. Mạ đồng thì tản nhiệt rất chi là nhanh. Đó, các bác nhìn cái, các bác nhìn dây tín hiệu của nó có sướng không ạ? Có sắc nét không ạ? Đấy, các bác đang xem em như thế này. Nếu như mà các bác không có nhu cầu sử dụng loa 40, các bác thấy hàng xịn, hàng đẹp để các bác có thể để xem những người khác bán hàng so sánh, là ở cái chủ cửa hàng nó nhiệt tình và nó review, có như là nó quay sản phẩm mà cẩn thận mà nhiệt tình, thì các bác ủng hộ cho em một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng đăng ký kênh. Em chào rất tất cả các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác đang xem em ạ. Để các bác nhìn cái dây tín hiệu này. Đó. Và bông tiêu âm của nó thì các bác nhé, bông tiêu âm của nó là dạng lông chuột rồi. Đó. Bông tiêu âm của nó là dạng lông chuột rồi các bác này. Đó. Khoang kép cũng là bông tiêu âm. Đó. Các bác nhé, khoang kép cũng có bông tiêu âm. Đó. Chia làm hai khoang, khoang kép cũng bông tiêu âm và khoang bát cũng bông tiêu âm các bác nhé. Và bây giờ em sẽ cho các bác đi xem về cái trang web của nó đây. Đấy, các bác check nó lên ngay mà. Đấy. Cái loa này cũng em cũng báo với các bác luôn trong lúc chờ đợi. Em báo các bác luôn là em đang bán, chào bán cho các bác là 22 triệu đồng cho được cặp loa này các bác nhé. 22 triệu đồng các bác ạ. Đây, em cho các bác đi xem về cái trang web của nó. Các bác vào Google thôi các bác. Các bác vào Google và các bác gõ lên. Đấy, các bác gõ lên là ldhaudio.com các bác nhé. Các bác gõ vào. Đấy, các bác gõ vào. Đấy, ldhaudio.com. Đấy, các bác gõ vào nhé. Đấy, thì nó sẽ lên đây. Nó lên đây. Đây, các bác gõ vào đây. Thì các bác chờ 3 giây để nó lót ra. Đấy, 3 giây để nó lót ra. Ok các bác. Đó, các bác nhé. Các bác làm theo giúp em để các bác kiểm tra cái dòng loa xịn sò này nó đến mức độ nào. Đấy, đây là. Các bác gõ vào đây. Đó, các bác gõ vào đây. Và các bác bút lên. Thì các bác gõ vào đây. Đấy, các bác gõ 1/5 này. Đó, các bác gõ vào đây. Và các bác gõ vào trang thứ 3.
là trang của TQ12. Đây các bác nào nó lên này, TL10 và TQ10. Đấy em cũng đã từng bán cho các bác rồi, đã cháy hàng hết sạch hàng đúng không ạ? Và đây là TQ12, em đã từng bán đã hết hàng. Tại bởi vì nó thích quá mà. Đây thì các bác gõ vào TQ15 nó là flow 40, 12 nó là 30, 15 thì nó là 40 đúng không các bác? Các bác có vào đây. Các bác gõ vào TQ15 đây. Thì tất cả lên thông số đây các bác này. Đây nhá. Đây là cái mưu phỏng cho loa thì em chỉ đọc qua thôi để về các bác có thể là check ra, các bác đọc giúp em. Này các bác nha. TQ15 này là loại loa dòng chiều 1.5 inch này, hiệu suất cao này, được trang bị bộ loa đều đây các bác về là các bác có thể là những cái mưu phỏng này. Đây các bác về các bác đọc giúp em này. Đây là gỗ là được làm bằng ván ép bạch dương này các bác nhá. Chọn lọc này. Đây các bác nha. Đó. Và em đọc thông số cho các bác thôi. Các bác mang cái mưu phỏng cái loa này thì các bác về các bác đọc giúp em các bác nhá. Đây này. Cái mấu chốt nhất và cái quan trọng nhất là các bác vẫn đang là chờ em là để cái công số và cái kỹ thuật của loa đúng không các bác? Thì đây. Các bác này. Đó. Tinh điều khiển nhanh này, đây các bác này. Cái giải tần của con này xuống 50 Hz tới 20 kHz các bác nhá. Tần số cộng 3 decibel. Đấy các bác nhá. Tần số cộng 3 decibel. Góc phủ âm thanh này. Đấy các bác nhá. 6 dB 80 x 50. Đó các bác nhá. 80 x 50. Và độ nhạy của con này nó lên tới 100 decibel. Đấy. Độ nhạy đây các bác nhìn thấy củ chép nó to như thế này. Củ chép 750 mà nó lên tới 100 decibel thì em nói các bác này, cái tính chép của cái chiếc của nó rất là sáng. Đấy, và độ nhạy rất là cao rồi, lên tới 100 decibel. Và các bác là 130 decibel liên tục, là lên tới 136 dB đỉnh, 130 dB quyền lực. Đó có nghĩa là cái đây các bác này, có thể mức áp suất âm thanh này, đây các bác nhá, mức áp suất âm thanh của đầu ra. Đấy, đầu ra này các bác này, có những cái tính chép của nó. Đấy các bác nhá, ra để cái áp suất âm thanh để một đo cách độ khoảng 15 20 m, 30 m các bác đo. Đấy, thì ở trong hãng đấy, trong kỹ thuật nó đo là lên tới 136 decibel. Quyền lực đỉnh này các bác này. Đúng chưa các bác? Ở 8 ohm. Các bác thấy nó ở ngoài rất chi là xịn. Quyền lực đỉnh âm thanh là 790 W. Đó, ở bát nó là 700 W. Các bác nhá. Ở bát trong bát nó là 700 W. Qua phân tần. Các bác nhá, qua phân tần thì nó lên tới 90 W nữa. Thì thành ra là con này nó lên tới 790 W các bác nhá. Và công suất mắc của nó, có nghĩa công suất chịu đòn của nó là lên tới 3160 W. Các bác này. Đây này. Đấy, lên tới 3160 W là công suất mắc, công suất đỉnh, là công suất chịu đòn. Đấy các bác nhìn thấy nó rõ ràng từng tí một cho các bác, một dòng loa rất là hay các bác ạ. Đấy, ổ cắm loa 4 lỗ. Đấy các bác nha. Đấy, Mutrix. Đấy. Đây là kích thước rộng, đây này, kích thước của thùng loa. Đây các bác, kích thước của thùng loa rộng và cao tất cả cho các bác. Cân nặng của con này là 30 kg cho một quả. Đó, ok cho các bác. Và đây là ván ép bạch dương này. Đó, tất cả những cái này là về các bác lỗ treo loa này, rồi là lỗ treo loa và tất cả những mưu phỏng cho loa này thì các bác về các bác đọc giúp em. Thôi nha, các bác về các bác đọc giúp em. Vâng. Thì đấy, rõ ràng chưa cho các bác chưa? Một dòng loa là cái trang web của nó, nơi sinh ra của nó ở đâu và nhập như thế nào là các bác nắm bắt được hết rồi đúng không ạ? Và em cho các bác xem qua về cái có như là cái thùng của nó. Đây, thì em về được có tổng cộng là có 4 đôi thôi các bác ạ. Được có 3 4 đôi thôi, không nhiều, mà em chưa lấy được về ở bên kho bên kia, hiện bây giờ em mới tháo ra để cho các bác. Đấy, để cho các bác. Đấy. Làm mẫu và chi tiết cho các bác. Đây, túi bóng em muốn cuốn vào đây các bác. Đó các bác nha. Đây. DH. Đó, các bác ở bên trái màn hình là DH RCF. Đấy các bác nha. Và thùng của nó em nó được sử dụng là thùng cân. Các bác được sử dụng là thùng cân. Đấy, và rất chi là đẹp. Các bác nhìn em quay xa cho các bác nhìn loa rất chi là đẹp các bác. Các bác có thể chơi những phòng rộng hội nghị. Đấy, các bác chơi những không gian lớn hoặc là các bác làm sự kiện, nếu mà làm sự kiện những đôi loa này thì em nó thực sự các bác này thì nó là tiếng rất chi là ngọt ngào, các bác mới cạnh tranh được để mà lấy tiền, đúng các bác? Vâng, đây thông số kỹ thuật của nó đây các bác. Đó. À đây là trạm của nó, DH. Đó các bác nhá. TQ15. Đây các bác này, Made in Italia RCF này các bác này. Đó. Made in Italia RCF TQ15. Số MA của nó còn đầy đủ cho các bác. Đó các bác nhá. Đó, số seri còn đầy đủ cho các bác. Đó các bác nhá. Vâng, thì các bác nào có nhu cầu mua sắm, em cũng cảm ơn tất cả các bác đang xem em như thế này, thì các bác động viên em bằng một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng đăng ký kênh các bác nhá. Và em trở lại cái loa em hẹn các bác vào 20:30 tối ngày mai em sẽ thanh lý xịn, nhập về thế nào thanh lý xịn, có thậm chí lỗ rồi là bán cho các bác một lô loa phân khúc 30 của DMX xịn cho các bác từ 19 các bác nhá. Chép sử dụng chép 450 các bác nhá. Đó, chỉ bằng với lại một đôi loa full 25. Lỗi lầm như thế nào
Em hẹn các bác vào tối ngày mai vào 20 giờ 30 phút tối ngày mai. Các bác đón xem em. Các bác có vào tham khảo với em. Đấy, có các bác mà đầy đủ tất cả những bộ đàn rồi thì các bác có thể vào xem em và động viên em bằng tinh thần các bác nhá. Vâng, cuối video rồi, em cũng không còn gì nữa. Em chào và hẹn gặp lại các bác ở những buổi video sau và những buổi livestream sau. Em hẹn các bác vào trưa ngày mai tiếp tục các bác nhá. Nhưng lô loa này là để em tối ngày mai em bán cho nó không khí, có như là cái thời tiết cho nó mát mẻ. Tối ngày mai 20 giờ 30 phút các bác nhá. Và em chào và hẹn gặp lại các bác ạ.